Con thứ hai dự tham gia là 242. Con số 3 là số 91. Anh em trong đường riêng là xếp theo thứ tự, số đầu tiên là 91, 240 và 242. Hạng thi cho được trên 24 tháng. Hạng Open có 3 thí sinh tham gia. Số báo danh 91 Filaret Gon Đen, chủ nuôi là anh Trần Bảo Khánh, Hà Nội. Sinh ngày 13 tháng 11 năm 2017. Và số báo danh 240 và 242. Phần thi riêng của thí sinh số 41. Giám khảo đo chiều cao và đo chiều sâu của ngực. Filaret Golden. Đây là một con chó nhập. Nhìn số chip này thì nó là con chó nhập Nga. Đây là con chó mà thể hiện cái phần thi đánh cắn rất là xuất sắc. Ok, thank you. Cảm ơn. Thí sinh tiếp theo của hạng thi chó đực trên 24 tháng. Số báo danh 240. 240 là Satan Vòm Tim Gieo Quân Ran. Chủ nuôi là anh Nguyễn Văn Toàn, Thái Bình. Số báo danh 240 Satan Vòm Tim Gieo Quan Ran, sinh ngày 13 tháng 7 năm 2016, chủ nuôi Nguyễn Văn Toàn, Thái Bình.
Okay, thank you. Cho được thứ ba của hạng thi trên 24 tháng. Số báo danh 242 Fran Vom Team Lantenbus, sinh ngày mùng 9 tháng 1 năm 2017. Chủ nuôi là anh Lê Khuyến, Thái Nguyên. Này, cái này còn thông tin con này còn chuẩn không? Vừa mới đổi giấy. Chuyển. Con này là vẫn là chuẩn 242, tức là cả ngày hôm qua cả ngày hôm nay con nào số báo danh là vẫn là con số đấy nhỉ? Không, hôm qua số bao nhiêu khác? Đây quyển này như là quyển này qua không? Quyển hôm nay. Hôm nay này. Henler dắt là Henler Hàn Quốc à?